và các bạn thân mến, mùa hè chính là lúc mà chị em phụ nữ chúng ta có thể diện những bộ trang phục mình yêu thích như quần short hay váy ngắn. Và làn da đẹp chính là yếu tố quyết định để chị em phụ nữ có thể tự tin diện những bộ trang phục này. Để có một làn da đẹp có rất nhiều phương pháp khác nhau, và phương pháp nào sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng làm quen với vị chuyên gia khách mời của chúng ta ngày hôm nay, chuyên gia thẩm mỹ David. Hi, very nice to meet you. Nice to meet you. Xin chào. Câu hỏi đầu tiên mà Thu muốn hỏi chuyên gia David. Vâng, thưa chuyên gia, mùa hè là mùa mà làn da của chị em phụ nữ dễ bị bắt nắng nhất. Vậy có những cách phòng tránh nào để làn da của chị em không trở nên sạm đen hay không? Để hạn chế làm da bị bắt nắng trong mùa hè, chị em phụ nữ cần lưu ý tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, nhất là những lúc nắng gay gắt tầm trưa hay là đầu giờ chiều. Trong khoảng thời gian nhiều nắng đó, chị em phụ nữ ra ngoài đường nên sử dụng kem chống nắng hay là những vật dụng chống nắng cần thiết như là áo chống nắng, khẩu trang để che chắn và bảo vệ làn da. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ cũng nên để ý đến những yếu tố bên trong như bổ sung đủ nước, vitamin C hay là chất xơ. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả trong mùa hè là vô cùng cần thiết và tốt cho sức khỏe. Bên cạnh những yếu tố da sạm đen mùa hè thì còn những vấn đề gì mà chị em phụ nữ phải lưu ý nữa thưa chuyên gia? Ngoài những yếu tố da đen sạm trong mùa hè thì chị em phụ nữ cũng cần lưu ý đến sự có mặt của những sợi lông thiếu thẩm mỹ ở vùng cánh tay hay vùng chân. Đây cũng là điều đang giành được rất nhiều sự quan tâm của chị em phụ nữ, vì nếu không có những biện pháp khắc phục kịp thời thì đó sẽ là một trong những yếu tố làm mất đi vẻ nữ tính và quyến rũ của mọi chị em phụ nữ. Qua tìm hiểu một số công nghệ làm đẹp để cải thiện làn da của chị em trong mùa hè, bên cạnh những công nghệ tắm trắng thì chị em phụ nữ chúng ta còn ưa chuộng và tin tưởng sử dụng công nghệ Nanolight SHR. Chuyên gia có thể chia sẻ thêm về công nghệ này cũng như những nguyên lý của công nghệ Nanolight SHR hay không? Nanolight SHR là một trong những công nghệ thẩm mỹ tiên tiến và hiện đại đang được ứng dụng nhiều tại các nước có nền thẩm mỹ phát triển. Công nghệ làm đẹp này đã được các tổ chức uy tín trên thế giới chứng nhận về độ an toàn, hiệu quả mà Nanolight SHR mang lại. Công nghệ triệt lông Nanolight SHR ngoài việc có thể triệt lông vĩnh viễn, còn lấy đi những tế bào da chết, da xỉn màu, và đặc biệt là điều trị thành công bệnh viêm lỗ chân lông. Nguyên lý hoạt động của Nanolight SHR dựa trên tia quang tử IPL và sóng radio RF với chế độ làm lạnh đến âm 10 độ C. Chính vì vậy, khi điều trị, chị em phụ nữ sẽ thấy rất nhẹ nhàng và êm ái, đồng thời có thể hấp thu sắc tố melanin dưới da rất hiệu quả, hạn chế tối đa được tình trạng làn da sạm đen trong mùa hè. Vâng, thưa chuyên gia David, công nghệ Nanolight SHR ứng dụng được trên vùng da nào của cơ thể? Công nghệ Nanolight SHR ứng dụng được trên mọi vùng da của cơ thể như là tay, chân, nách, mép, vùng mặt. Khi sử dụng công nghệ Nanolight SHR, làn da của chị em phụ nữ sẽ dần sáng trắng, mịn màng. Vậy khi triệt lông bằng công nghệ Nanolight SHR, chị em phụ nữ chúng ta cần lưu ý những điều gì trong khi điều trị? Sau khi sử dụng công nghệ triệt lông Nanolight SHR, chị em phụ nữ lưu ý điều quan trọng nhất là cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và không sử dụng kem dưỡng da trong 3 ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia thẩm mỹ David. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Hoàng Thu và chuyên gia David tìm hiểu về công nghệ triệt lông Nanolight SHR qua một phóng sự ngắn sau đây. Công nghệ triệt lông Nanolight SHR là phương pháp sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng đi sâu vào tận gốc tế bào da, giúp tẩy lông vĩnh viễn. Công nghệ này phù hợp với cả nam lẫn nữ, có thể áp dụng cho hầu hết mọi loại da và hoàn toàn không làm da ửng đỏ, đau đớn hay bỏng rộp. Hiện nay, nhiều chị em phụ nữ tin tưởng sử dụng triệt lông bằng công nghệ Nanolight SHR bởi các ưu điểm nổi bật của phương pháp này như cho hiệu quả nhanh chóng, an toàn, không đau rát hay làm thấy đỏ da, và đặc biệt còn giúp làn da mịn màng, ngăn ngừa viêm nang lông. Điểm khác biệt hơn nữa, công nghệ Nanolight SHR khi điều trị sẽ được các chuyên gia thẩm mỹ điều chỉnh các mức năng lượng cũng như khoảng thời gian sao cho phù hợp với từng loại da dày mỏng khác nhau, từ đó đảm bảo tuyệt đối tính an toàn cho da, không gây biến chứng hay tổn thương da, giúp da có thể hấp thu các dưỡng chất tốt và không gây bí tắc lỗ chân lông. Quy trình triệt lông đúng cách với công nghệ Nanolight SHR. Bước 1, các chuyên gia thẩm mỹ tiến hành thăm khám trực tiếp, sau đó sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho mọi chị em phụ nữ nhằm đạt chất lượng tốt nhất sau khi điều trị. Sau khi đã được các bác sĩ tư vấn và lựa chọn phương pháp thích hợp, bạn sẽ được các chuyên viên tiến hành làm sạch da để loại bỏ tế bào da chết cũng như những bụi bẩn bám trên da. Bước 3, các chuyên gia sẽ bôi gel lạnh lên vùng da cần điều trị. Bước 4, trực tiếp sử dụng máy công nghệ cao Nanolight SHR.
Có rất nhiều khán giả của chương trình thắc mắc và muốn được chuyên gia David giải đáp. Và sau đây Thu sẽ đọc một câu hỏi dành cho chuyên gia. Có rất nhiều ý kiến cho rằng nên sử dụng công nghệ triệt lông Nanolite SHR vào mùa đông thì tốt hơn mùa hè. Vì mùa đông da sẽ được che chắn bởi một lớp quần áo, còn mùa hè thì trang phục thoáng hơn nên sẽ dễ bị bắt nắng và sạm đen trở lại. Vậy chuyên gia có thể giải đáp thêm về vấn đề này cho khán giả được biết được không? Thực tế cho thấy nhu cầu triệt lông của chị em phụ nữ thường tăng cao vào mùa hè, vì mùa hè chính là lúc chị em phụ nữ diện những bộ trang phục ngắn để khoe được những đường cong trên cơ thể. Triệt lông vào mùa hè đòi hỏi chị em phụ nữ phải có những cách chăm sóc và bảo vệ da cầu kỳ hơn so với mùa đông. Nhưng nếu tuân thủ theo đúng quy trình điều trị, thì chị em phụ nữ sẽ nhanh chóng sở hữu một làn da đẹp như mình mong muốn. Thưa chuyên gia, một liệu trình của công nghệ triệt lông Nanolite SHR sẽ tuân theo quy trình như thế nào? Công nghệ Nanolite SHR rút ngắn được thời gian trị liệu hơn so với những công nghệ triệt lông trước đây. Một liệu trình từ 4 đến 6 lần là chị em phụ nữ đã có thể hài lòng với những kết quả mà Nanolite SHR mang lại. Mọi người vẫn băn khoăn về công nghệ Nanolite SHR vì không biết năng lượng ánh sáng có đảm bảo cho sức khỏe và đặc biệt là làn da hay không. Vậy chuyên gia có thể giải thích thêm một chút không ạ? Công nghệ Nanolite SHR là một trong những công nghệ triệt lông đã được Bộ Y tế kiểm chứng về độ an toàn và mức độ hiệu quả. Chính vì vậy, chị em phụ nữ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng công nghệ. Thưa chuyên gia, với những chị em phụ nữ có làn da dễ bị dị ứng thì liệu có thể sử dụng được công nghệ Nanolite SHR hay không? Với những chị em phụ nữ có làn da mẫn cảm thì cũng có thể sử dụng được công nghệ triệt lông Nanolite SHR vì công nghệ này phù hợp với mọi loại da mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Thành công của công nghệ Nanolite SHR đã được các chuyên gia trên thế giới khẳng định ở các nước phát triển. Vậy còn ở Việt Nam, khi tham gia điều trị cho phái đẹp, ông có thấy họ hài lòng với công nghệ Nanolite SHR hay không? Ở tại Việt Nam, tham khảo ý kiến của những chị em phụ nữ đã trải nghiệm công nghệ Nanolite SHR, tôi cảm nhận được sự hài lòng cũng như hiệu quả mà công nghệ Nanolite SHR mang lại, hoàn toàn chinh phục được họ. Các công nghệ triệt lông cũ thường mang lại đau đớn, vậy công nghệ Nanolite SHR có khắc phục được những nhược điểm này không thưa chuyên gia? Công nghệ Nanolite SHR là sự kết hợp hoàn hảo giữa tia quang tử IPL và sóng RF, đặc biệt là mang đến cảm giác êm ái khi điều trị mà hoàn toàn không gây đau đớn hay bỏng rát, khắc phục được hoàn toàn những nhược điểm của các công nghệ triệt lông trước đây. Tiếp theo là những câu hỏi của khán giả dành cho chuyên gia gửi đến chương trình. Thưa chuyên gia, tôi là Lan ở Hà Đông, Hà Nội. Xin được hỏi chuyên gia một câu như sau. Nếu sử dụng công nghệ triệt lông Nanolite SHR, người điều trị có cần chuẩn bị gì trước và sau khi điều trị hay không? Xin cảm ơn chuyên gia. It's a good question. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Lan ở Hà Đông đã gửi đến cho chương trình. Khi bạn tham gia trải nghiệm với công nghệ triệt lông Nanolite SHR, bạn cần lưu ý không lột tẩy da hay nhuộm da trước đó một tuần, vì nếu bạn lột tẩy hay nhuộm da, rất có thể sẽ gây tổn thương cho làn da. Hơn nữa, những phương pháp lột tẩy hay nhuộm da đều chưa chắc đã thật sự an toàn. Tôi khuyên chị em phụ nữ nên cân nhắc thật kỹ để chúng ta là người biết vừa làm đẹp, vừa thông thái trong việc chọn lọc những phương pháp làm đẹp phù hợp với mình. Câu hỏi tiếp theo có nội dung như sau. Phương pháp triệt lông bằng công nghệ Nanolite SHR có chống chỉ định gì không, thưa chuyên gia? Công nghệ Nanolite SHR khuyến cáo và chống chỉ định những người bị bệnh tim mạch, phụ nữ mang thai và những chị em phụ nữ bị dị ứng với tia quang tử IPL. Chính vì vậy, trước khi các bạn muốn được trải nghiệm công nghệ Nanolite SHR, các bạn nên đến gặp chuyên gia thẩm mỹ để được tư vấn, kiểm tra cũng như xác định được tình trạng da của bạn để có được một liệu trình điều trị phù hợp. Vâng, bạn Ánh Nguyệt ở Hà Giang có hỏi, tôi đang điều trị liệu trình trẻ hóa da. Vậy nếu muốn sử dụng thêm công nghệ Nanolite SHR thì tôi có thể điều trị song song cả hai công nghệ này được hay không? Xin cảm ơn chuyên gia. Bạn Ánh Nguyệt có thể điều trị song song hai công nghệ, đó là trẻ hóa da và công nghệ triệt lông Nanolite SHR mà hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến làn da, vì công nghệ Nanolite SHR có chế độ thông minh điều chỉnh những bước sóng thích hợp với tình trạng da và cơ địa của mỗi người, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng. Quý vị và các bạn thân mến, công nghệ Nanolite SHR được mệnh danh là công nghệ triệt lông thế hệ mới nhất. Tùy vào cơ địa của mỗi người, hiệu quả của công nghệ này sẽ kéo dài từ 4 đến 10 năm. Không chỉ vậy, công nghệ Nanolite SHR còn có tác dụng phá hủy các liên kết melanin và tiêu diệt vi khuẩn trong nang lông, giúp loại bỏ các vết thâm và chữa khỏi tới 90% các tình trạng viêm nang lông. Trả lại một làn da mịn màng tươi sáng cho phái đẹp. Hoàng Thu hy vọng qua chương trình hôm nay, quý vị và các bạn đã có thêm một phương pháp làm đẹp mới cho làn da của mình. Chúc chị em phụ nữ chúng ta sẽ thành công với phương pháp này. Còn bây giờ, xin cảm ơn chuyên gia thẩm mỹ David.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè là dịp để chị em phụ nữ chúng ta có thể diện những bộ váy tươi trẻ dạo phố cùng bạn bè hay những chuyến đi du lịch ngắn ngày cùng gia đình. Tuy nhiên, thời tiết nóng bức của mùa hè lại khiến cho chị em phụ nữ chúng ta đau đầu vì không biết phải để kiểu tóc nào cho phù hợp. Ngày hôm nay, Hoàng Thu xin chia sẻ và giới thiệu tới quý vị và các bạn 5 kiểu làm tóc rất đơn giản mà chị em phụ nữ chúng ta có thể thực hiện ngay tại nhà. Để thực hiện được những kiểu tóc này, Hoàng Thu sẽ sử dụng những vật dụng ngay sau đây. Máy sấy, một chiếc lược tròn để cuốn tóc, một chiếc máy để dập phồng, một chiếc máy để cuốn xoăn cho đuôi tóc của mình. Và không thể thiếu là gôm cùng với kẹp tăm. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện những bước đầu tiên nhé. Đầu tiên, để thực hiện được 5 kiểu tóc này, Hoàng Thu sẽ dùng máy làm xoăn để cuốn nhẹ cho đuôi tóc của mình thêm bồng bềnh. Các bạn hãy để nhiệt độ từ khoảng 140 đến 160 độ để tóc của mình không bị cháy nhé. Với những mái tóc đã có độ xoăn nhẹ như Thu rồi thì các bạn chỉ cần dùng máy làm xoăn cuốn lại một chút thôi đã có một mái tóc mồng mềm rồi đấy. Khi đã có một mái tóc xoăn nhẹ nhàng như thế này rồi thì kiểu tóc đầu tiên mà Thu muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn là kiểu tóc buộc nửa đầu. Vật dụng mà bạn không thể thiếu trong kiểu tóc này chính là chun vòng và kẹp tăm. Với những bạn gái có lợi thế là khuôn mặt ở góc 1/2 hay 3/4, Thu sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn kiểu tóc thứ hai, đó là kiểu tết lệch một bên. Với kiểu tóc này, quý vị và các bạn có thể thực hiện rất đơn giản, chia tóc ra làm hai lọn và cuốn nhẹ nhàng. Trong bước này, các bạn nên lưu ý hãy cuốn tóc thật lỏng tay, sau đó hất tóc ra đằng sau. Sau khi đã tạo được một lọn tết, các bạn để tóc ra đằng sau và cố định lọn tóc bằng kẹp tăm. Dùng một chút gôm để cố định phần mai tóc. Các bạn thấy không, chỉ với hai bước rất đơn giản là các bạn đã có thể hoàn thành được một kiểu tóc. Kiểu thứ ba mà Thu muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn là một kiểu tóc hết sức đơn giản. Chỉ cần dùng hai chiếc chun vòng và cột tóc ra đằng sau. Kiểu tóc này phù hợp với những bạn nữ có mái dài và các bạn nên nhớ đừng quên hãy làm một chút xoăn đuôi trước khi thực hiện kiểu tóc này nhé. Quan trọng nhất của kiểu tóc này chính là dùng một lọn tóc của chính tóc các bạn để che đi chiếc chun mà các bạn vừa sử dụng. Dùng một chiếc kẹp tăm để cố định lại lọn tóc mà bạn vừa cuốn. Kiểu tóc thứ tư là kiểu búi thấp. Vẫn buộc tóc như kiểu thứ ba mà Thu vừa hướng dẫn các bạn, nhưng kiểu này có khác hơn một chút là buộc thấp hơn một chút xíu nữa. Dùng hai ngón tay tách lọn tóc mà mình vừa buộc.
Sau đó dùng một tay cầm đuôi tóc, cuốn lại và nhét vào rãnh mà mình vừa tạo ra. Phần đuôi tóc còn thừa lại, Thu sẽ dùng kẹp ghim để cuộn vào hết đằng sau. Đối với những bạn nữ thích phong cách ấn tượng hơn một chút thì Thu có một món quà đặc biệt hơn dành tặng cho các bạn với kiểu tóc cá tính hơn. Đầu tiên, lấy một lớp tóc hất ngược ra đằng sau và đánh rối ở phần bên trong, sao cho lớp tóc này có thể dựng được lên như thế này. Khi đã cố định được một khối tóc ở trên đỉnh đầu như thế này, bước tiếp theo, quý vị và các bạn hãy áp sát phần tóc hai bên vào thái dương và buộc gọn lại ở đằng sau. Quý vị và các bạn thấy thế nào ạ? Chỉ với vài thao tác đơn giản cùng những đồ làm tóc có sẵn trong nhà của mình là quý vị và các bạn đã có thể biến hóa mái tóc của mình với những kiểu khác nhau rồi đấy ạ. Chúc quý vị và các bạn sẽ thành công với những kiểu tóc này nhé! Là đặc trưng nhưng đôi khi lại là nhược điểm rất phổ biến ở người châu Á. Clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách make up cho mắt sách không bị sắc và đỡ sách hơn nhé. Người mẫu của chúng ta có đôi mắt khá sách, các bạn nào thấy mắt mình cũng giống như vậy thì hãy tập trung theo dõi nhé. Trước tiên mình sử dụng màu mắt vàng gà con, tàn hết bờ mắt để tạo sự trong trẻo cho đôi mắt. Đến, sử dụng màu nâu gel để tan hết đường viền mắt, tan lên mí mắt để tạo độ sâu cho đôi mắt. Các bạn lưu ý, chúng ta không nên nhấn đậm đôi mắt, như vậy sẽ càng làm cho mắt sắc hơn. Sử dụng màu số 1 tan 1/2 về mí mắt dưới. Rồi dùng cọ nhỏ tan màu nâu đậm vào phần đôi mắt dưới từ ngoài vào trong để mắt được hạ bớt xuống, sẽ giúp cho mắt được to tròn và bớt sách hơn. Thông thường thì mắt sách, mí mắt sẽ hay bị nhỏ ở phần đầu mắt. Mình dán một miếng kích mí nhỏ để giúp mí mắt tròn lên. Sau đó là bước kẻ mắt. Đây là bước quan trọng để định hình dáng mắt. Chúng ta kẻ đường line sát đường mi mắt, kẻ ra đến đuôi mắt thì kéo dài đường line theo chiều trúc xuống để đuôi mắt được hạ xuống. Ô,
rồi sử dụng cọ mảnh tan cho đường lai nhạt hơn để mắt trông nhẹ nhàng và đỡ sắc sảo. Kẹp mi thật cong các bạn nhé. Một chiếc mi giả mỏng và tự nhiên được dán sát vào mi thật. Sau đó, chuốt kỹ mi trên và dưới để đôi mắt trở nên long lanh hơn. Bây giờ chúng ta cùng so sánh hai bên mắt nhé. Giờ thêm một chút phấn hồng vào gò má, một chút son hồng lên đôi môi là trông người mẫu của chúng ta thật xinh xắn và rạng ngời. Rằng clip của mình sẽ giúp cho các cô nàng mắt sách không còn lo lắng cho makeup nữa. Chúc các bạn thành công và đương nhiên là luôn ngóng trông những tip makeup vô cùng hữu ích tiếp theo của mình nhé. Của chương trình đã trôi qua thật nhanh. Hoàng Thu xin chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Whoa, oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be.